nào quên chai dạ. Là nào quên tàu nó bon kẹt cám à dân rồi cái này chùa Hàng Cầu. Chùa này đang làm chưa xong. Đã quyên bá tánh ta cho tiền với người ta làm lễ cúng chùa này nọ, người ta gom được nhiều thì người ta làm bấy nhiêu, người ta làm từ 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 từ. Này làm mấy năm nay mà chưa xong rồi. Cũng sắp xong rồi. Trên nguyên tắc thì chùa nào cũng phải có cái ao nước này nè, ao sen. Thường là người ta làm cái ao sen. Chùa Khmer thì chùa nào cũng vậy, chùa nào cũng có cái ao sen. Đây là chùa Hàng Cồng nha bà con, mà hình như là chùa Việt Nam cũng vậy, cũng hay có cái ao sen, mà đặc biệt là chùa Khmer là luôn luôn có cái ao sen. Đi ngang chùa Hàng Cồng á, đi thẳng ra phía sau nó có một con đường tà lọt là nó đi đi qua đi lọt giữa núi hẻm núi Cấm với núi Dài, thì con đường đó là nó dẫn tới con đường này nè, nó dẫn
cây cạp tím rồi vậy. Không phải cây ớt rồi cây cà. Đưa nó đi. Con trai chạy trang spiên ăn nhớ lôi vào kê đó nè nu à nu thông mai ư à thông mai anh ăn đăng tê anh ăn đăng tê bí mi mà nè tay nóng ôn tay nóng ôn tay luôn anh trai thông mai mẹ tới chai tới mini
Em đi tay. Tâu Tâu